chỉ được cái giỏi cái miệng thôi hả? Vậy bây giờ anh sẽ cho em thấy ngoài cái miệng ra anh còn có cái gì nha. Hai người làm gì vậy? Gì? Vũ, Vũ có biết đây là... Là cái gì cũng không quan trọng hết. Mất hứng à. Ý của Vũ là sao? Tôi nói cho Duyên biết. Tôi biết là Duyên rất là thích tôi, yêu tôi từ lâu. Nhưng mà người tôi yêu là đây. Hả? Cái gì? Đây là người yêu của Vũ hả? Đúng. Có gì đâu ngạc nhiên. Tôi nghĩ là Duyên nên từ bỏ cái ý định mà thích tôi đi. Từ bỏ ý định đeo đuổi tôi đi. Tại sao? Tại sao phải từ bỏ? Hai người không thể nào yêu nhau được. Tại sao lại không thể? Cái gu của tôi á là những dạng phụ nữ như thế này. Người ta trưởng thành, người ta biết suy nghĩ. Hơn nữa là người ta có tài sản, có thể lo lắng được cho tôi. Còn Duyên có gì? Duyên có cái gì? Đúng. Ngài chỉ biết nhõng nhẽo. Đúng. Tôi và cậu ấy á, tuy trên là tuổi tác, nhưng tôi và cậu ấy rất là hợp ý nhau. Mình quá hợp đúng. Cô hãy từ bỏ đi. Cô không có cửa đâu. Bà không biết ngượng hả? Ngày xưa bà cướp ba tôi khỏi tay của mẹ tôi, còn bây giờ bà còn cướp người yêu của tôi khỏi tay tôi nữa. Ừ đó, thì sao? Tôi có ba cô, từ mẹ của cô, thì bây giờ tôi có thể kết người yêu của cô từ tay của cô. Hai mẹ con cô không giữ được người mình thương, còn chết đấy. Bà... Ê, bình tĩnh. Tính làm gì vậy? Tính làm tổn thương đến cô ấy hả? Đâu có được. Cô sẽ bảo vệ cô ấy. Ờ? Cái gì? Cô ấy? Anh có biết á, bà ta đáng tuổi mẹ anh không? Ở thì sao? Đúng là đồ không có liêm sỉ. Thế sao nữa? Còn gì nữa không? Không liêm sỉ, đê tiện, bỉ ổi, xấu xa, hèn hạ. Ồ, rồi sao? Rồi sao? Làm gì tôi? Làm gì anh được em? Ê. Đủ rồi! Diễn như vậy là đủ lắm rồi! Tôi không ngờ cậu lại đê tiện như vậy á! Em bị gì vậy? Tự nhiên tái ngang đừng nói cái gì vậy? Bị gì hả? Lúc đầu á, cậu tôi tỉnh đâu á, là tôi á, rất là... Đúng rồi, đồ không có liêm sỉ. Nói chuyện mắc cười quá. Không có liêm sỉ. Vì gì nữa không? À, tôi còn đê tiện nè, tôi còn xấu xa, tôi còn bỉ ổi, tôi còn tham lam. Rồi sao? Rồi sao? Anh... Rồi, em vợ yêu anh đúng không? À! Em nghĩ như vậy là đúng rồi. Tôi không ngờ cậu là người tôi lại như vậy á. Em bị điên hả? Tự nhiên tán anh. Lúc đầu á, tôi còn nghĩ rất là khó khăn khi mới dụ được ra cậu. Không ngờ cậu có lòi được cái đuôi cáo cậu ra này lại như vậy. Cậu đến với con tôi là chỉ vì tài sản hay thôi chứ gì? Thì ra các người đã biết hết mọi chuyện. Tôi cho cậu biết, cậu chỉ vì tài sản này thôi á, tôi không có làm gì được cậu. Nhưng đằng này, cậu dám làm tổn thương con gái của tôi, thì tôi sẽ tập cho cậu thất bại danh liệt. Tôi không lấy được tiền thì thôi, quê. Chứ bắt mớ gì thân bại danh liệt. Anh nghĩ bạn làm được gì tôi? Cậu nghĩ tôi không làm gì được cậu hả? Đúng. Tôi sẽ gửi cái ghi âm này cho người quen của cậu, xếp cậu, bạn bè của cậu, đồng nghiệp của cậu. Coi cậu còn dám thản nhiên như vậy được hay không? Bà giỏi lắm. Có gì mà tôi không dám? Gì? Con thấy đó. Đừng nên cả tin vào những người như... Xin lỗi. Đi lại nha. Này, con tao cuối thì mình lên đi. Vô máy gì vô? Một, Diễn. Gì? Đây chính là bài học xương máu của con. Sau này đừng cả tin người ta như vậy nữa nha con. Dì ơi, con xin lỗi dì. Con đã nói những điều không phải với dì. Dì đừng có giận con với dì. Nghĩ con không sao là được rồi. Con cảm ơn dì. Bà
3 2 1